Imi mến chào các bạn đang trở lại với chương trình Trà Đạo Diễn Tâm cùng Imi ngày hôm nay. Và một lần nữa, cũng như những tài liệu đều sưu tầm, và Imi xin chia sẻ với lại quý vị qua chủ đề nhận lỗi, lời xin lỗi. Như chúng ta ở trong cuộc sống này thì ai cũng đã từng kinh nghiệm qua, thậm chí đã từng trải qua những lần làm lỗi, những lỡ lời, những làm tổn thương, có thể là tổn thương người khác hoặc là chính mình là người bị oan ức, là người bị tổn thương bởi những lời nói, những hành động. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng chia sẻ cũng như là làm cách nào để có thể giải tỏa, hóa giải được những cái lỗi lầm cũng như cái oan ức ở trong mỗi chúng ta hoặc là chúng ta đối xử với người khác. Thì chẳng hạn như là giữa hai người bạn có sự bất hòa, hiểu lầm, đôi tình nhân cũng chỉ vì những bất hòa, mâu thuẫn mà hóa ra thành người xa lạ. Rồi những cặp vợ chồng do mâu thuẫn trong gia đình, bất hòa quan điểm mọi thứ, rồi cả tài chánh, cuộc sống sẽ gây nên sự cảm giác rằng là lạnh lùng, rồi trở nên dửng dưng, vân vân và vân vân, với nhiều mối quan hệ trong xã hội, trong gia đình, người thân. Thì đó là một cái điều khó có thể tránh khỏi cho bất kể ai. Chúng ta hãy nghiệm lại, chúng ta hãy lắng lòng lại. Khi mà lỡ lời, khi đã làm một điều gì đó do vô tình hay cố ý, để có thể sửa chữa lỗi lầm đó hoặc để có thể hóa giải những tổn thương đó, thì nó chỉ khác nhau ở chỗ là cách đối xử với nhau như thế nào thôi các bạn. Thì nhận lỗi là hành vi can đảm. Ví dụ như ở tại Mỹ cũng như là các nước tân tiến, và kể cả cái tập quán văn hóa của người Á Đông mình, đặc biệt người Việt Nam, thì bây giờ mình nói ở tại Hoa Kỳ đi, thì người Mỹ họ luôn luôn là câu đầu tiên là cảm ơn, thank you, hoặc là I am sorry, hoặc là khi mà làm một lỗi với ai đó, apologize, mình xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi một cách thành khẩn, một cách thành tâm, một cách rất là ân cần, nó sẽ mang lại ý nghĩa nhiều, chứ không phải là xin lỗi cho qua chuyện. Bởi vì trên đời này không có gì hạnh phúc cho bằng cách chúng ta vui vẻ với tất cả mọi người, và không có gì xa cách cho bằng chúng ta bị khác biệt, bị cách ly khỏi mọi người. Như vậy sẽ có câu hỏi rằng là tại sao lời xin lỗi lại quan trọng đến như vậy? Xin thưa với lại các bạn, yes, lời xin lỗi rất là quan trọng. Lời xin lỗi sẽ giúp cho chúng ta được gắn bó gần lại với tất cả các mối quan hệ, và cũng như là lời xin lỗi có sức mạnh để hóa giải, để làm hòa và để đi đến hòa bình, tình yêu thương. Như chúng ta làm những điều sai trái với người khác, chúng ta công kích người khác, chúng ta phê phán, lên án công việc, hành vi của người khác một cách vô lý, vô cớ, chúng ta gièm pha cũng như là đưa đi những lời thị phi, và nhất là làm tổn thương trước mặt đám đông với một ai đó, thì điều đó rất là sai lầm và thậm chí đưa đến xúc phạm. Và khi làm tổn thương một ai đó rồi lại biện minh cho mình rằng tôi chỉ đùa thôi mà, tôi chỉ thử lòng thôi mà, tôi vì tôi quá hồ đồ, như vậy lấy cái hồ đồ của mình ra để mà đối đãi với người khác. Nhắc đến giá trị của lời xin lỗi, biết nói lời xin lỗi tức là chúng ta tỏ lòng kính trọng và có thiện cảm với người bị hàm oan. Xin lỗi có khả năng hóa giải cơn giận, bởi vì lời xin lỗi sẽ giúp chúng ta cảm hóa được con người của chúng ta với những cái tính bản ngã. Xin lỗi ngăn chặn những hiểu lầm nhau. Lời xin lỗi như là liều thuốc chữa lành vết thương lòng vậy đó các bạn, rất hiệu nghiệm. Khi vô tình hoặc thậm chí cố ý ta lỡ xúc phạm đến một ai đó, thì cái cảm giác của ta nếu là người hiểu biết, biết nhìn nhận, thì ta sẽ cảm thấy hối hận, xấu hổ, lương tâm cắn rứt, áy náy trong lòng. Với những người này, khi mà bày tỏ được cái lời xin lỗi cũng như những cái hành động biểu hiện đó là lời xin lỗi, thì chắc hẳn là
họ sẽ rất là nhẹ nhõm trong tâm hồn, cảm nhận được sự thanh thản, thân thiện đối với mọi người. Bởi vì nhận lỗi và xin lỗi là biểu hiện của một con người khiêm nhường. Lời xin lỗi là một biểu hiện của một cái lối đi từ trái tim đến trái tim, thật lòng, không giả tạo, thành tâm thì sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp trong ứng xử. Một lời xin lỗi chân thành đó có khả năng biến đổi đời người, cho cả người xin và kẻ nhận. Và lời xin lỗi cũng có nghệ thuật, phải không các bạn? Khi mà mình làm lỗi thì mình, như lúc nãy nói, mình sẽ áy náy, rai rứt, bứt rứt, ngại ngùng, xấu hổ. Và cái lời xin lỗi nó thật khó làm sao đó. Như vậy thì chúng ta có cách giải quyết bằng những cái phương pháp sau đây, ý mình chia sẻ với lại các bạn nha. Thứ nhất là chịu trách nhiệm. Bước đầu tiên á, để có lời xin lỗi thì trước tiên chúng ta phải nhận thức ra rằng chúng ta đã làm điều sai, đã gây tổn thương cho người khác. Hoặc là chúng ta có thể cảm nhận cái phản ứng của đối phương khi mà mình đã đối xử sai, tổn thương với họ. Bước thứ hai là giải thích. Điều quan trọng là bạn phải cho đối phương biết là bạn đã làm lỗi, đã hối hận, không có ý làm như thế. Đồng thời bạn phải thể hiện sự hối lỗi là vì mình đã làm phiền đến họ. Thứ ba, bày tỏ sự ăn năn. Các bạn nghĩ sao nếu mà một ai đó xin lỗi mình, hay là mình xin lỗi ai đó mà cái mặt mình cứ dửng dưng, tỉnh bơ, nói cho qua, cho trả nợ cho xong, thì đó đâu phải là một cái điều đến từ sự thành tâm, sự hối cải. Thì đâu có ai muốn chấp nhận. Mà như vậy thì sẽ gây cho cái tình huống nó càng ngày càng nặng hơn, trầm trọng hơn. Thứ tư là sửa chữa lỗi lầm. Sau những cái điều mình cố gắng làm, và sau những cái điều mình đã làm sai, gây tổn thương, điều gây tổn thương thì trở nhắc lại, đó là không có gì mà nó đau cho bằng là làm tổn hại đến vết thương lòng của người khác. Đánh người ta đau lúc đó, có thể có thẹo, rồi thẹo sẽ phai mờ đi. Nhưng mà gây tổn thương, gây xúc phạm đến người khác, đó là một cái vết thương lòng rất nặng. Và nó sẽ làm ám ảnh người ta suốt cả quãng đường còn lại, có thể là như vậy. Hoặc là mình làm hư hại tài sản thì công bằng thôi, mình làm hư mình phải đền. Và để mà bằng cái cách như là những người quá thân, hoặc mình cảm nhận được là họ đã hiểu được, cảm nhận được cái sự chân thành của mình, hối hận, hối lỗi, muốn xin lỗi, mình có thể kèm theo một cái thiệp, một đóa hoa hoặc là một món quà nho nhỏ mang ý nghĩa. Đôi khi cái lời xin lỗi chưa hẳn là cái người đối phương người ta cần một lời xin lỗi của mình, nhưng cái sự thành khẩn, cái biểu hiện của mình là cái quan trọng. Và lời nói xin lỗi nó ngọt dịu và thành tâm như thế nào mới là điều cốt lõi. Và các bạn hãy nhớ chọn đúng thời điểm mà xin lỗi. Đừng để quá lâu rồi mà nếu cái sự việc nó nghiêm trọng thì cũng hơi căng á. Và với Amy thì Amy nghĩ khi đã bày tỏ sự hối hận, lời xin lỗi, thì đã xin lỗi thì phải thành thật, thành tâm mà xin lỗi. Đừng khui lại chuyện cũ, đừng giải thích và phải là đem ra, ồ, tại bạn thế này, tại anh thế kia, tại chị mà tôi phải như vậy, như vậy. Mọi chuyện nó đã qua rồi thì hãy đặt nó xuống. Và bây giờ sống với hiện tại là mình cảm thấy mình sai và gây tổn thương, gây thất thoát cho người khác, thì mình cần giải quyết ở cái thời điểm này mà thổ lộ cái điều hối hận đó. Và khi mà người ta đã có thổ lộ, có hối hận rồi thì mình cũng đừng có quá cố chấp. Ai cũng có lỗi, ai cũng làm lỗi. Hãy bao dung hơn một chút, hãy thông cảm hơn. Nếu mình biết hiểu được thêm cái tính cách của người đó là như vậy, như thế nào nữa, mình là người thân, người bên cạnh, mình càng hiểu rõ hơn, thì hãy bao dung
cho người ta có cơ hội để nói lời xin lỗi hoặc là để biểu hiện, bày tỏ cái hối hận của họ. Đôi khi cũng không có ý mình nghĩ là đừng có quá khắt khe là à, nãy giờ tôi chưa nghe anh nói câu xin lỗi. Thì cái đó cho người ta đỡ ngượng mà, đúng không? Mình đâu có cần phải phải làm đúng khuôn khổ và gọi là ép người quá đáng đâu. Và nếu lỗi lầm thật là nghiêm trọng thì hãy suy nghĩ cho chín chắn cái sự thể hiện cũng như lời nói xin lỗi từ mình. Nếu mà mình làm quá nhanh chóng thì nó phản tác dụng, có thể được xem là sự giả tạo, không chân thành. Bởi vì đó không phải là chuyện phân ai thắng ai thua, mà là để duy trì cái mối quan hệ càng ngày càng gắn bó và tốt đẹp hơn. Đừng để lời xin lỗi những thể hiện của hối hận quá lâu, vài tuần, vài tháng, là cho đến khi mà mình nói mình có lỗi thì nó cũng hơi thiếu tác dụng rồi. Và nữa, khi mà bày tỏ sự xin lỗi thì hãy dùng những ngôn từ thật rõ ràng, thật tế nhị và thật tôn trọng. Các bạn hãy tránh úp úp mở mở, mơ hồ, càng làm cho cái sự việc nó khó giải quyết hơn. Hãy ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Còn nữa, giọng điệu, ánh mắt, những cử chỉ gọi là body language cũng là thể hiện rất quan trọng. Và hãy tránh lời xin lỗi bằng câu đại loại như là mình rất tiếc vì những gì đã xảy ra với bạn. Mà ngược lại, hãy thật tâm mà nói rằng mình xin lỗi, mình hối hận vì những gì mình đã gây ra. Sau khi xin lỗi rồi thì hãy im lặng, hãy lắng nghe đối phương bày tỏ cái cảm xúc, cái sự tổn thương, nổi giận của họ. Và nhờ đó thì cái mối quan hệ sẽ dịu hơn. Cuối cùng, nếu là tổn hại đến vật chất, tài sản thì hãy nhận bồi thường, nhưng đừng có hứa hẹn bồi thường quá khả năng của mình, bởi vì lúc đó sẽ trở thành lực bất tòng tâm. Dạ vâng các bạn, không có gì để cho tâm hồn mình thật sự bình an, thanh thản khi mà mình có thể hóa giải, mình có thể cảm hóa cũng như là bao dung, buông cái tự ngã, cái bản ngã, cái tôi của mình xuống để mà nhận lỗi lầm, nhận điều sai mình đã gây ra, hoặc là có thể bao dung để mà đón nhận cái sự chân thành, hối lỗi của người khác đối với mình. Thì như vậy tâm hồn của chúng ta sẽ sống được thoải mái, thanh thản, mình không có phải buồn rầu suốt ngày, cau có, khó chịu. Và như những lần trước Amy có nói thì mình sẽ sống được vui, mình tập trung với công việc hiện tại và mình sẽ quên đi. Hơn nữa, sau khi mà nhận được những cái lời chân thành từ đối phương gây tổn thương cho mình, hoặc là mình đã có được cơ hội đối phương cho mình bày tỏ cái sự ân hận, lời xin lỗi, thì cả những mối quan hệ hai bên đều sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, an lòng, vui vẻ và mối quan hệ thắt chặt hơn. Amy cảm ơn quý vị, cảm ơn các bạn đã cho Amy được chia sẻ những cái ý nghĩ cũng như rằng là những bài sưu tầm để mà cùng tóm gọn trong cái chủ đề ngày hôm nay. Nhận lỗi là điều kỳ diệu hóa giải mọi mâu thuẫn. Và Amy mến chúc các bạn luôn được vui, tâm được bình an. Và hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo. Xin mến chào, bye bye.